Mời quý vị bà con theo dõi chương trình nông nghiệp nông thôn của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Mở đầu chương trình tuần này là hướng dẫn một số biện pháp phòng bệnh tổng hợp cho động vật thủy sản nuôi. Tiếp theo là phóng sự bảo tồn và phát triển cây tràm dược liệu theo hướng hàng hóa là nội dung kết thúc chương trình. Thưa quý vị và bà con, sau khi động vật thủy sản nuôi trong ao bị bệnh, không thể trị bệnh từng con mà phải trị theo quần đàn. Do đó, việc dùng thuốc rất tốn kém. Một số thuốc trị bệnh lại kèm theo một số phản ứng phụ đối với động vật nuôi và môi trường. Vì vậy, trong nuôi trồng thủy sản, vấn đề phòng bệnh được đặt lên hàng đầu theo nguyên tắc phòng bệnh là chính, chữa bệnh khi cần thiết. Do đó, để giảm nguy cơ phát sinh bệnh cho thủy sản nuôi, đem lại năng suất, chất lượng ổn định và bền vững, người nuôi thủy sản cần thực hiện tốt các biện pháp cụ thể sau do cán bộ kỹ thuật chi cục chăn nuôi và thú y tỉnh phổ biến. Để giúp bà con giảm thiểu những thiệt hại do dịch bệnh xảy ra trong nuôi trồng thủy sản, sau đây chi cục chăn nuôi và thú y tỉnh Thừa Thiên Huế xin phổ biến đến bà con một số nội dung về cái giải pháp phòng chống dịch bệnh trong cái việc nuôi chiên tôm và nuôi xen ghép tôm cua cá như sau. Thứ nhất là về phòng bệnh, bà con chúng ta cần thực hiện tốt các cái giải pháp phòng bệnh tổng hợp như thứ nhất là cải tạo ao, ngay từ đầu chú ý đến cái vấn đề mà tu sửa bờ ao, làm sao cho bờ ao được vững chắc và giữ được nước trong quá trình nuôi, phải đảm bảo từ 1m đến 1,2m trở lên. Đồng thời là tiến hành diệt tạp, bón vôi, lấy nước và gây màu nước đúng quy trình kỹ thuật trước khi thả giống. Tiếp đến là thả giống là phải đúng khung lịch mùa vụ, chọn mua con giống tại các cơ sở sản xuất giống có uy tín, giống rõ nguồn gốc, khỏe mạnh. Đối với giống mua từ ngoài tỉnh hay nhập khẩu thì phải có cái thủ tục kiểm dịch đúng quy định. Tiếp đến là bà con phải chọn loại thức ăn có chất lượng tốt, sử dụng trong suốt quá trình nuôi. Nếu sử dụng thức ăn tươi thì thức ăn phải đảm bảo tươi, không ôi thối và phải xử lý kỹ, không mang mầm bệnh trước khi cho ăn. Đồng thời bà con phải định cái lượng cho ăn hàng ngày cho hợp lý, tránh dư thừa, gây cái sự lãng phí và gây cái ô nhiễm môi trường cho cái ao nuôi. Định kỳ bà con cũng cần nên là bón vôi hay là bón các cái chế phẩm sinh học hay là có một cái chế độ thay nước hợp lý nhằm cải thiện cái chất lượng nước, đảm bảo cái điều kiện môi trường cho tôm cá cua sinh trưởng và phát triển tốt. Cũng định kỳ bà con chúng ta cũng nên bổ sung vitamin C và khoáng chất cần thiết vào trong thức ăn để cho động vật thủy sản nuôi chúng ta ăn nhằm tăng cường sức đề kháng và phòng chống dịch bệnh. Một cái ở đây là bà con chúng ta tuyệt đối là không sử dụng kháng sinh trong cái việc mà phòng bệnh cho động vật thủy sản nuôi. Thường xuyên vệ sinh và tiêu độc ao nuôi và khu vực liên quan nhằm đảm bảo cái điều kiện vệ sinh thú y, an toàn dịch bệnh trong suốt quá trình nuôi. Lưu ý trong quá trình nuôi, nếu bà con có cái nhu cầu mà sử dụng thuốc thú y, hóa chất hay các cái chế phẩm sinh học thì bà con chúng ta nên chọn mua những cái loại mà nằm trong cái danh mục thuốc thú y dùng trong thú y thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam. Đồng thời, bà con phải sử dụng đúng cái lưu lượng như sự khuyến cáo của nhà sản xuất cũng như cơ quan chuyên môn chuyên ngành thú y thủy sản. Về cái phòng chống dịch bệnh thì khi mà cái ao nuôi tôm chúng ta phát hiện tôm mà có cái dấu hiệu mà chết thì bà con cần phải báo ngay cho chi cục chăn nuôi và thú y hoặc là trạm chăn nuôi thú y hay là thú y cơ sở và báo cho chính quyền địa phương biết để kịp thời xử lý. Trước tiên trong cái việc này thì bà con chúng ta là đóng cổng tuyệt đối là không xả nước ra ngoài môi trường bên ngoài. Sau đó là tiến hành tổ chức lấy mẫu để đưa đi xét nghiệm. Trong trường hợp mà xét nghiệm mà tôm bị nhiễm các cái bệnh thông thường thì tùy vào cái tình hình thực tế của cái ao nuôi để chúng ta đưa ra một cái phác đồ điều trị có cái hiệu quả. Trong trường hợp này nếu cần thiết thì bà con chúng ta có thể báo cho cán bộ thú y thị xã để có cái hướng dẫn kịp thời mang lại cái hiệu quả. Còn trường hợp mà tôm bị nhiễm các cái bệnh nguy hiểm như đốm trắng, đầu vàng hay là bệnh hoại tử cơ quan tò mò và cơ quan lập biểu mô hay là tôm có cái hiện tượng mà chết nhanh nhiều thì bà con chúng ta là cần lưu ý một số việc như sau. Thứ nhất, tuyệt đối là không xả nước thải, chất thải chưa qua xử lý ra môi trường bên ngoài, nó làm lây lan dịch bệnh. Tiếp đến nữa là bà con là tiến hành là rải vôi hay là chlorine cái mái trống của bờ ao để tránh cái hiện tượng lây lan dịch bệnh. Và đồng thời một việc nữa là bà con là nên tiến hành là đánh dấu cái ao nuôi bằng cái việc mà dùng lưới vây lại cái ao nuôi của mình, ao nuôi dịch bệnh của mình lại hoặc là cắm cờ các cái ao để đánh dấu để tránh để bà con chúng ta xung quanh người ta tránh để cái việc xử lý cho kịp thời. Về vấn đề xử lý, trong cái việc xử lý thì đối với cái việc mà nuôi chuyên tôm thì khi mà tôm mà đã đạt kích cỡ thương phẩm
thì bà con có thể tiến hành thu hoạch. Nhưng trong quá trình thu hoạch, bà con phải lưu ý cho một vấn đề là trong quá trình thu hoạch chúng ta làm sao đừng có để tôm cũng như nước rơi vãi ra cái môi trường xung quanh làm lây lan dịch bệnh. Rồi sau khi mà thu hoạch xong thì bà con tiến hành xử lý cái nước cái ao nuôi bằng chlorine, nồng độ là 30 gram trên một mét khối. Sau khi xử lý 5 ngày trở lên thì bà con tiến hành là xả nước ao nuôi và cải tạo kỹ trước khi thả nuôi trưởng trở lại. Trong quá trình xử lý như vậy thì các cái thiết bị liên quan đến cái ao nuôi thì bà con cũng cần phải xử lý kỹ. Vì đây nó mang cái mầm bệnh virus mà chúng ta phải xử lý kỹ và vệ sinh kỹ. Đó, với cái nồng độ cũng xử lý bằng chlorine là nồng độ 200 gram trên một mét khối. Trường hợp mà tôm còn nhỏ thì bà con chúng ta là tiến hành là tổ chức là tiêu hủy cái ao nuôi luôn. Đó. Thì sau với cái nồng độ cũng bằng chlorine là 30 gram trên một mét khối. Thì sau khi xử lý xong thì bà con chúng ta tổ chức thu vớt cái xác tôm chết để chôn hủy hoặc đốt. Tương tự là các cái thiết bị liên quan trong quá trình mà chúng ta xử lý thì chúng ta cũng phải ngâm và xử lý vệ sinh kỹ bằng chlorine, nồng độ là 200 gram trên một mét khối. Trong trường hợp mà đối với nuôi sen ghép tôm cua cá thì đây là một trong những cái hình thức nuôi phổ biến ngay trên đầm phá của chúng ta. Thì như vậy thì chúng ta xử lý như thế nào? Thì bà con chúng ta cũng cần cái việc là khi mà phát hiện tôm cua cá mà có hiện tượng chết trong ao thì bà con chúng ta cũng tiến hành là xử lý tương tự như cái việc mà nuôi chuyên tôm. Tuy nhiên, cái nồng độ chlorine để mà xử lý cái việc này là chỉ sử dụng liều lượng là từ 5 đến 10 gram trên một mét khối. Đó. Như vậy, thì với cái liều lượng chlorine như thế này để mà xử lý cái ao nuôi thì gần như là cá là không có cái ảnh hưởng gì. Đó. Qua kinh nghiệm nhiều năm xử lý như vậy thì cá không có vấn đề ảnh hưởng gì. Rồi sau một cái thời gian như vậy thì cái ao nuôi ổn định trở lại thì bà con chúng ta cần cái tiến hành là kiểm tra cái ao nuôi cũng như xác định lại cái số lượng tôm cua cá trong ao để có cái biện pháp chăm sóc cho nó hiệu quả và đặc biệt là sau này có đảm bảo được cái việc mà thu hoạch có hiệu quả về kinh tế sau này. Một lần nữa xin chúc bà con có một cái vụ nuôi thành công. Thưa quý vị và bà con, xác định cây tràm dược liệu là một trong những sản phẩm có lợi thế của địa phương. Xã Phong Xuân, huyện Phong Điền không chỉ quan tâm đến công tác bảo tồn, phát triển bền vững cây tràm dược liệu mà còn tích cực khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển vùng trồng cây tràm dược liệu theo chuỗi liên kết sản xuất, từ đó góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân địa phương. Xác định triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP trong xây dựng nông thôn mới có vai trò quan trọng nhằm nâng cao thu nhập cho người dân, từ đó đẩy mạnh kinh tế xã hội phát triển. Là địa phương có nghề chế biến tinh dầu tràm, một sản phẩm đặc trưng nổi trội của địa phương được chọn đăng ký tham gia chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP cấp tỉnh, cấp quốc gia. Nên những năm qua, xã Phong Xuân, huyện Phong Điền cùng với việc nỗ lực phối kết hợp trong các đơn vị chuyên môn và ngành chức năng, từ bước nâng cao chất lượng sản phẩm tinh dầu tràm đã phát huy tiềm năng lợi thế của địa phương. Từ bước quy hoạch phát triển vùng nguyên liệu lớn và ổn định để mở rộng quy mô sản xuất dầu tràm theo hướng hàng hóa, góp phần xây dựng thành công chương trình nông thôn mới ở địa phương. Hiện nay, nghề chế biến tinh dầu tràm trên địa bàn Thừa Thiên Huế không chỉ nở rộ ở xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc, nơi được xem là thủ phủ của nghề, mà nay đã phát triển ở một số địa phương như Phong Điền. Do đó, nhu cầu tiêu thụ cây tràm giỏ hiện khá lớn, dẫn đến tình trạng khai thác ồ ạt, thiếu kiểm soát. Nếu không có biện pháp bảo tồn sẽ nhanh chóng cạn kiệt, mất cân bằng sinh thái. Trước thực trạng trên, là địa phương có nghề chế biến tinh dầu tràm, Ủy ban nhân dân xã Phong Xuân, huyện Phong Điền đã thực thi hai phương án, vừa bảo tồn diện tích rừng tràm tự nhiên hiện có, vừa phát triển bằng cách trồng mới các diện tích tràm theo tiêu chuẩn Việt Gáp, cung cấp nguyên liệu thô phục vụ cho sản xuất tinh dầu tràm bền vững lâu dài, nhằm nâng cao thu nhập cho người dân, góp phần quản lý tài nguyên hiệu quả, bảo tồn đa dạng sinh học và thích ứng với biến đổi khí hậu, tránh khai thác thiếu kiểm soát và tận diệt. Hiện nay trên địa bàn Phong Xuân đang phát triển cái mô hình trồng cây tràm dược liệu trên địa bàn của xã theo chương trình đề ra của nghị quyết của Đảng ủy cũng như cái kế hoạch của ủy ban theo cái nghị quyết của hội đồng, thì thực hiện cái đề án là chuyển những cái diện tích đất khó xuất qua trong cái cây tràm dược liệu ở cái vùng Hòa Xuân hiện An Minh Củi với là hiện hai cái vùng này là thích nghi với cái môi trường trồng cây tràm dược liệu phát triển rất tốt. Hiện nay trên địa bàn của xã thì đã trồng được 21 hecta, trong đó được sự hỗ trợ của huyện đầu tư cho cái nguồn giống là được 10 hecta, còn lại người dân từ bỏ vốn để trồng thêm là 11 ta, tổng là 21 ta trên địa bàn xã, thì hiện nay cũng đang đem lại hiệu quả rất tốt cho cái thu nhập ổn định.
Hiện nay thì khoảng một sào là khoảng 7 tạ đến 1 tấn thu nhập trên một sào. Như vậy thì đem lại cái lợi ích khá cao. Đây là một cái hướng đi, xác định đây là cái hướng đi tương đối bền vững cây trồng tràm dược liệu này. Tại nếu mà trong cái tràm bản địa này á, thì cái năng suất cũng khá cao và cái hiệu quả cũng rất là lớn. Thành ra là người dân cảm thấy phấn khởi muốn trồng cây này để mà gọi là thay đổi cơ cấu cây trồng mà không ảnh hưởng đến cây trồng khác. Bây giờ có cái điều kiện này thì sắp tới là sẽ có kế hoạch để mà tăng cái diện tích hàng năm lên để mà thay đổi cái cơ cấu cây trồng của hiện tại. Riêng hộ gia đình tôi cũng rất nhiều hộ khác là sẽ tăng diện tích từ 5 sao đến mẫu trở lên. Xác định cây tràm gió là một mũi nhọn trong việc phát triển kinh tế cho người dân trên địa bàn xã thông qua việc chưng cất và chế biến tinh dầu tràm. Nên cùng với chính sách hỗ trợ quy hoạch vùng nguyên liệu, Ủy ban nhân dân xã Phong Xuân đã chỉ đạo và giao cho các thôn tự bảo quản diện tích cây tràm gió tự nhiên tại địa phương của mỗi thôn. Từ đó có kế hoạch bảo vệ, chăm sóc cũng như đưa ra phương án khai thác hợp lý diện tích cây tràm gió tự nhiên trên địa bàn phụ trách quản lý. Để khai thác hiệu quả về kinh tế nghề nấu tinh dầu tràm, bên cạnh vận động người dân đầu tư đổi mới công nghệ, máy móc chưng cất để giảm thất thoát, hao hụt và nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, địa phương khuyến khích người dân mở rộng diện tích trồng tràm nhằm đáp ứng nhu cầu nguyên liệu nấu tinh dầu không chỉ ở xã mà còn ở các địa phương khác. Cuối năm 2019, được sự hỗ trợ kinh phí kỹ thuật từ nguồn vốn khuyến công của huyện, của tỉnh, gia đình ông Nguyễn Thanh Vui, chủ cơ sở tinh chế dầu tràm, đã liên kết với các hộ gia đình khác trong xã trồng giống tràm gió nhằm chủ động nguyên liệu cho các cơ sở sản xuất tinh dầu tràm trên địa bàn xã theo hướng bền vững. Hiện tại á, là ở vùng mình là có hai loại giống cây tràm, một là giống cây tràm bản địa và hai là cây giống tràm Úc. Mà cây giống tràm hiện tại là mình đang nhân giống nhiều là cây giống tràm Úc để cung cấp cho bà con. Cái giống tràm Úc thứ nhất là về hiệu quả kinh tế nó cao và năng suất nó và lượng hàm lượng tinh dầu nó cao. Bản thân của mình cũng đi đã nấu rồi và đem đi test là cái hàm lượng xenon của hàm lượng tinh dầu nó cao hơn so với hàm lượng tinh dầu của bản địa. Nên là về chất lượng á, mình cây này mình mở trong khoảng 6 tháng là mình đã cho thu hoạch được không? Hôm qua mình mới thu hoạch của người ta là mới 1,5 sào, người ta đã bán được 7,5 triệu là về năng suất nó rất cao, mới trong 6 tháng mà là một sào như vậy thì một sào là bán là hơn 5 triệu đó. Ngày tới là như vậy là một cho một năm mình thu hoạch hai lượng là một hecta một năm như vậy là phải hơn 100 triệu đến 150 triệu. Nếu bên trong năng suất tốt là một hecta như vậy là mình thu hoạch được một năm khoảng 150 triệu. Cái cơ sở của mình là hồi xưa là mình nấu truyền thống và mình đã nấu là mình làm cái nồi là mình nấu bằng truyền thống và ra lò mình ra bằng tay. Thì bây giờ qua một thời gian mình thấy số lượng mình càng ngày càng nhiều thì mình làm để giảm bớt sức lao động. Thì cơ sở cũng đã đầu tư thêm một hệ thống, một cái lò mới và hệ thống là tơi tự động mình dùng để mình làm để giảm bớt được sức lao động để mình tăng năng suất, tăng hiệu quả kinh tế cho cơ sở và đáp ứng được lượng tinh dầu cho khách hàng. Về việc bảo tồn diện tích cây trầm dầu hiệu có và đưa vào trồng mới đại trà sẽ mở ra hướng đi mới trong việc nâng cao giá trị trên một đơn vị diện tích, nâng cao thu nhập cho người dân, đặc biệt là phục vụ được làng nghề sản xuất tinh dầu của bà con Phong Xuân theo hướng bền vững, góp phần giúp địa phương sớm hoàn thành các mục tiêu xây dựng nông thôn mới trước kế hoạch theo lộ trình đề ra. Chủ đề nông nghiệp nông thôn của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế đến đây xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và bà con đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.